Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Từ cái resort 5 sao đắt đỏ cho đến cái nhà trong phố cổ đi lách mãi không được, vào đi vệ sinh là đi gần chết luôn, không tìm cái chỗ, đúng không ạ? Nên anh chị yên tâm, thì tôi cứ đảm bảo rằng là chờ tôi hướng dẫn xong cái phần đó, sau đó chúng ta sẽ nói xong âm dương, nói xong can chi, nói xong âm dương, nói xong ngũ hành này, nói xong can chi, sau đó là anh chị sẽ thảo luận, vì bây giờ chưa biết gì thảo luận, đúng không ạ? Trước hết chúng ta sẽ nói về âm dương. Âm dương đó là hai trạng thái. Chúng ta có những cái tiên đề trong hình học, chúng ta có tiên đề Euclid, đúng không ạ? Đó là hai điểm nối với nhau tạo thành đường thẳng. Nếu hai điểm nối với nhau tạo thành hai điểm nối với nhau tạo thành hai đường thẳng này, tất cả các hình học bây giờ sai hết, đúng không ạ? Chúng ta cũng có những cái tiên đề, và trong bộ môn Hoạt động Đông cũng cần phải có những tiên đề, và Hoạt động Đông cũng chỉ cần có hai cái nhóm tiên đề, đó là tiên đề về âm dương và tiên đề về ngũ hành. Thì tiên đề đầu tiên là tiên đề về âm dương. Thì âm dương chúng ta muốn nói đến hai trạng thái đối lập, đúng không ạ, của một sự vật hiện tượng. Từ trái đất, bắt đầu từ thời kỳ hỗn mang, đúng không ạ? Hỗn mang tức là trước cái vụ nổ Big Bang, đúng không ạ? Văn hóa Đông quan điểm rằng là lúc đó thời kỳ đấy là thời kỳ khai nguyên, bắt đầu hình thành, cho nên là trái đất là không có phân cực và nó chỉ là một khối thống nhất. Bởi vậy trong thiền học bắt các bạn đấy tu, các bạn luyện làm sao cho chuyển trạng thái rồi nhâm đốc rồi âm dương, cuối cùng là khí các bạn tụ là một điểm rồi biến mất. Tức là người ta đi về trở cái ban đầu, đi về trở cái từ cái đầu tiên, đúng không ạ? Trong bản thân văn hóa phương Đông cũng vậy. Thì từ cái khái niệm từ vụ nổ Big Bang đấy, nó phân thành hai cái trạng thái điện cực, một trạng thái điện cực dương và một trạng thái là điện cực âm. Thì điện cực dương và điện cực âm rồi hình thành hai trạng thái khí, và khí dương và khí âm. Khí dương thì thanh nhẹ bay lên trên, còn khí âm thì nặng dáng chìm xuống dưới, đúng không ạ? Và bản thân là khi mà khí âm nặng dáng chìm lên trên và chìm xuống dưới thì chia phân thành hai dạng điện cực. Bởi vậy cho nên là hai dạng điện cực đó chúng ta sẽ có hai cái trạng thái thanh nhẹ bay lên trên và nặng dáng chìm xuống dưới. Người ta mới sử dụng một cái ký hiệu, chẳng nhẽ cái gì cũng vẽ thành âm dương nhẹ thì rất là khó, chứ người ta sử dụng cái hiệu một dạng vạch, là vạch liền sử dụng rồi gọi là khí dương, và một vạch đất thể hiện là dạng khí âm. Cho nên với cái ký hiệu này kết hợp với cả dạng số học và hình học cổ đại thì nói rằng là những cái số là số lẻ thì nó là số dương, và những số là số chẵn, tức là có hai vạch, không cần phải sáng tạo, cứ đến một vạch hai vạch thì là số âm. Trên số dương có xu hướng sinh bay lên trên, và số âm có xu hướng nặng dáng chìm xuống dưới. Và số sinh cho nên người ta trồng cây, trồng vào ngày lẻ. Đây là cái khái niệm phong thủy đầu tiên sơ khai nhé. Tức là trồng cây thì trồng vào ngày lẻ, và chặt cây thì chặt vào ngày chẵn. Lúc mà số dương tức là số sinh ra vượt lên rồi, số âm là số nặng dáng chìm xuống dưới, đúng không ạ? Và ở bản thân trong cái khái niệm về âm dương này, người ta cũng sử dụng ngay bây giờ là anh chị hay được câu hỏi nhất, đó là số bậc cầu thang trong nhà đó. Tại sao số bậc cầu thang không phải là số chẵn mà lại là số lẻ? Bởi vì là người ta muốn cuộc sống người ta phát triển đi lên, cuộc sống phát triển đi lên, cho nên là số bậc cầu thang trong nhà nó sẽ là cái số lẻ. Khi nó là số lẻ thì nó gọi là cái số mà nó phát triển theo cái xu hướng đi lên. Cho nên là người ta sẽ không tính tổng cái số bậc cầu thang ở trong nhà, mà người ta chỉ tính từ sàn nọ lên sàn kia. Ví dụ một cái nhà có 2 tầng, người thích làm cao giáo thì người ta làm tầng 1 21 bậc, tầng 2 19 bậc, đúng không ạ? Thì như vậy là từ sàn nọ lên sàn kia là số lẻ, chứ ta không cộng dồn 21 với 19 là bằng 40. Tôi bảo là số này là số nọ số kia, không phải. Sàn nọ lên sàn kia chỉ tính thế thôi. Và vì là số lẻ và số dương cho nên là số sinh. Và cái số âm là số gọi là số thành hay còn gọi là số chẵn. Cho nên bởi vậy là từ cái quan điểm này người ta mới phân thành nam và nữ. Và tại sao không gọi bạn này là nam, mà lại gọi bạn này là nữ? À, bạn này không gọi là giống ngực, bạn này không phải gọi là giống cái, bởi vì là nguyên tắc của bộ phận học phương Đông cũng chia như vậy. Toàn thể cơ thể chúng ta mọi thứ đều thiết kế là cân xứng, đúng không ạ?
bạn cứ chia toàn bộ các từ tâm can tỳ phế thận tất đều cân xứng, cái người mà cân xứng nhất chia đôi mà nữ, đúng không ạ? Còn ông lẻ ra một cái nhà nam không chia được, nên ông mới là dương, bạn kia là âm, đúng không? Và sau đó thì người ta mới bảo rằng cái gì sinh ra được khí dương này, cái gì thì sinh ra được khí âm này, thì từ khí dương này thì người ta bảo là chắc là trong cái dương này nó phải có một cái bong bóng, chứ không thể thằng này ta to phình như nó đâu sinh ra được. Trong dương phải có cái bong bóng, và người ta sẽ vẽ cái bong bóng này vào, và cái bong bóng này người ta gọi cái này là thiếu âm. Thiếu âm tức là giống như là thiếu thanh, thiếu tức là chưa đủ ấy, chờ em sinh ra đây thì mới gọi là thái âm được, đúng không ạ? Và ở trong này gọi là thiếu dương, thiếu một chút nữa thành dương, bây giờ mới chỉ là thai thôi, thai nghén thôi, chưa đẻ, đúng không ạ? Và người ta gọi là thiếu dương. Thì trong bộ đông người ta bằng cách người ta trồng hai cái quẻ này lên nhau, vậy dương dưới nó vào dương thành thái dương, dương mà dưới một dương nữa, tức là bằng bình thường là cái này thì là thiếu dương, nhưng mà nếu như đặt một cái quẻ âm lên trên, bởi vì quẻ thì sẽ tính từ dưới lên, đúng không ạ? Nếu như mà cái tay này mà biến thành dương thì nó thành thái dương, hiểu biết không ạ? Là từ dưới lên trên, nếu tay này mà biến thành âm thì nó thành thái âm. Đó, từ dưới lên trên để người ta mô tả. Và bốn cái hình này là gọi là tứ tượng, và tứ tượng biểu thị cho mùa. Bốn cái đấy gọi là tứ tượng, và tứ tượng tượng trưng cho mùa. Tẹo nữa chúng ta sẽ sang đồ hình ngũ kiêng thì chúng ta sẽ hiểu nó. Tiếp theo này, bắt đầu này, người ta lại lấy tiếp cái hào dương này, người ta đặt lên trên, đúng không ạ? Chúng ta lại ra quẻ đầu tiên là càng mã số chúng ta ghi là cứ nếu như mà dùng hệ nhị phân trên máy tính ấy, để bộ tôi lập trình ấy, thì là cứ số 0 tôi để là âm và số 1 thì tôi để là dương, thì chúng ta sẽ được là quẻ càn. Và nếu chúng ta lấy tiếp cái dương này chúng ta đặt lên bên trên thì chúng ta sẽ được quẻ ly. Lấy cái âm này đặt lên trên này chúng ta được quẻ đoài. Lấy cái này chúng ta đặt lên trên tiếp, đúng không ạ? Thì chúng ta đặt lên trên từ âm lên đây chúng ta được quẻ trấn. Thế là ra được hệ sinh của nó. Nắm được chưa? Tức là lấy cái này đặt đây, lấy cái này đặt đây, lấy cái này đặt đây, cái này đặt lên đây, cái này đặt lên đây. Đây cái này đặt lên đây, cái này đặt lên đây. Thế là chúng ta được một hệ quẻ của nó. Đúng không ạ? Và tương tự như vậy chúng ta sẽ ra được là 8 quẻ bắt quái là cản cản cần chân tốn đi khôn loại. Hiểu không ạ? Tập trung là hiểu ý của nó, không cần hiểu nó. Hiểu nguyên lý của nó. Tôi cũng chẳng nhớ được các anh chị. Không quan tâm hình này, mình quan tâm hình sau là quan thú vị hơn. Không quan tâm hình này, quan tâm hình này. Đúng không ạ? Tôi đứng để đỡ khuất khuất anh chị ngồi đây chèm gió trong khi đấy. Đúng không ạ? Chúng ta ở đây chúng ta sẽ có gọi là đồ hình âm dương tiên thiên đồ. Thì cái đồ hình âm dương tiên thiên đồ này người ta mới sắp xếp là tiên thiên, thì sau đó là các phương vị này người ta sẽ sắp xếp, trước hết là sắp xếp tuân theo tiêu chí âm dương. Người ta lấy cái phần chân quẻ này làm cái chân quẻ chính, thì tại vị trí này là vị trí dương, lên đây là vị trí dương, lên đây là dương, đúng không ạ? Giống như cái đồ hình dương lên đây, đúng không ạ? Bắt đầu đến đây quả âm này, đúng không ạ? Xuống âm này, xuống âm này, xuống âm này, bắt đầu vòng xuống âm này, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tính chất âm dương. Âm dương nó là tính chất khởi nguồn, hay nó là cái tính chất khởi nguyên của bất kỳ một cái dạng thức trong văn hóa nào. Cho nên trước hết âm dương chỉ có tính chất tương đối. Âm là gì? Âm là xấu, dương là gì? Dương là tốt, âm là cao, dương là thấp, âm là sáng, dương âm là tối, dương là sáng, âm là người xấu, dương là người tốt, âm là võ, dương là văn, âm đấy. Tóm lại là nó là hai trạng thái phân biệt của một mặt đối lập. Tuy nhiên, âm dương chỉ có tính chất tương đối. Ở trong môi trường này thì hành động, ở trong môi trường này thì ngôn ngữ của các bạn hay là việc làm của các bạn thì được cho là việc xấu. Nhưng ở môi trường khác, việc đấy là việc tốt. Đồng ý không ạ? Ví dụ nha, ở bên Việt Nam hả? Khi bạn tôi nói đúng không các bạn? Việt đúng rồi, đúng không ạ? Sang bên Ấn Độ hỏi đúng không? Các bạn đúng rồi. Đúng không? Bên đấy là đúng rồi là phải lắc. Mình đúng rồi là phải gật. Đúng không? Ở trong môi trường này, đúng không ạ? Tôi đang là ở trong môi trường này, đúng không ạ? Hành động ví dụ như là đánh một cái người khác đi,
đúng không ạ? Thì ra xã hội đánh giá môi trường đây là xấu, nhưng mà tôi trong bằng một bằng đảng sau đèn anh em tại cái môi trường, thì cái không gian sống của họ thôi, họ khen là chúng này là hành động hiệp nghĩa, chúng này là vì anh, đúng không ạ? Như vậy ở đây là gì? Môi trường này thì nó đúng, như môi trường khác thì nó là sai. Như vậy muốn xét một trạng thái âm dương thì chúng ta phải đưa về cùng một hệ quy chiếu, cho nên mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Nên nguyên tắc không so sánh, không bao giờ có cái việc so sánh mà chúng ta chỉ có sự khích. Đây là nguyên tắc đầu tiên về việc quản lý. Anh chị không so sánh giữa nhân viên nọ với nhân viên kia, mà chỉ so sánh công việc nọ với công việc kia thôi. Vì mỗi cái thực thể, mỗi một cá thể thì không thể so sánh được. Họ có tâm lý, họ có môi trường, họ có con người, họ có trí tuệ, họ có rất nhiều những trạng thái ảnh hưởng vào. Cho nên ra là mọi thứ chỉ là tương đối. Mọi thứ chỉ là tương đối. Cho nên âm dương, một cái thứ hốt mang đã là tương đối, thì bản thân tính chất của âm dương cũng chỉ là tương đối. Nếu chúng ta nói trong đồ hình âm dương gọi là tương đối thì chúng ta nói như sau. Ví dụ ở trong này, nếu như quẻ này là quẻ thuần càn là chỉ tôn vô thượng, đúng không ạ? Là thuần dương. Quẻ này là quẻ thuần khôn là thuần âm, thì chỉ có trạng thái gọi là cực dương và cực âm, đấy không ạ? Đây là trời, đây là đất, thì mới có âm dương rõ ràng. Nhưng mà sang đến nhân sinh của chúng ta, mỗi một quẻ, mỗi một hình nó đều có cả âm cả dương. Có chăng thì nhiều dương hơn một chút, có chăng thì ít âm đi một chút, đúng không ạ? Cho nên là không có tồn tại cái thứ gì trên đời này là thuần tốt, và chẳng có tồn tại cái thứ gì trên đời này là thuần xấu. Trong việc tốt ắt có ổn khúc, trong việc xấu ắt có ổn khúc. Ví dụ này, mang tiền đi từ thiện, đúng không ạ? Anh chị bảo ơi, mình đấy không hoàn toàn tốt. Ông từ thiện cho ông mà, để ông cần lấy cái khác mà, ông lấy phước mà, ông lấy sự vui vẻ mà, ông lấy sự thoải mái đâu, để ông cho đi cái cảm giác, cho đi đem lại cái sung sướng cho ông, ông vùi mục đích nào đó, có thể marketing thì rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Ngay hành động đó, kể cả một cái việc hành động giúp đỡ bất kỳ ai, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là trong đó nó tồn tại cả cái điều tốt và tồn tại cái điều tốt. Có chăng cái điều tốt đấy nó ảnh hưởng đến ta, điều xấu ảnh hưởng đến người ta hay không mà thôi. Bất kể một hành động, một cử chỉ hay cái một vận động nào đều tồn tại hai trạng thái âm dương đối lập ở trong đó, và nhớ là mọi thứ nó chỉ là tương đối, đúng không ạ? Sau đó là âm dương thì tương quan với nhau, tức là âm dương thì có mối quan hệ, âm dương thì có mối quan hệ với nhau, đúng không ạ? Âm đúng không ạ? Có âm thì mới có dương, có buổi ngày thì mới có ban đêm, đúng không ạ? Có cái nắng của mùa hè thì mới thấy cái lạnh giá của mùa đông. Nếu như toàn bộ thời tiết mà toàn bộ là chỉ có ban ngày thì chúng ta sẽ không có khái niệm ban đêm, không có khái niệm buổi tối, chúng ta chỉ khái niệm phòng tối thôi chứ không khái niệm ban đêm, đúng không ạ? Nếu như mà có mặt trời lặn thì sẽ có mặt trời mọc, tức là âm dương thì tương quan phối hợp khăng khít và chặt chẽ với nhau, chứ không bao giờ tách rời nhau và luôn luôn trên một cái thể thống nhất. Để mà giải thích về âm dương thì người ta cứ nhìn vào cái đồ hình này là ra. Cái thời kỳ này là thời kỳ hỗn mang của vũ trụ, đúng không ạ? Cho nên thành ra là sau khi kiến tạo thành đất trời và thiên địa nhân, nhân sinh vạn vật trong nằm trong này, khi mà vạn vật nằm trong này thì bắt đầu nó gặp được tính phổ biến, tức là thực tế trái đất này bao la vạn vật thì đều nằm trong cái mối quan hệ về âm dương sinh hóa tương quan tương biến mà phổ biến nhau cả, chứ nó không phải là cái gì đó độc đáo. Và âm dương thì biến hóa, tức là âm không có mãi là âm mà dương không có mãi là dương, bằng những cái tác động, những cái độc động bên ngoài mà âm dương có thể âm chuyển hóa thành dương và dương chuyển hóa thành âm. Âm dương thì sẽ biến hóa chuyển hóa liên tục. Chúng ta từ mùa xuân, đúng không ạ, sang mùa hạ, rồi đến mùa thu, rồi đến mùa đông, đúng không ạ? Chúng ta từ buổi sáng sang buổi tối, từ ngày nọ sang ngày kia, âm dương chuyển hóa xoay vần thay đổi và để tạo ra mối quan hệ. Như vậy thì làm thế nào chúng ta phải xác định là nhân viên của chúng ta để, đúng không ạ, làm thế nào để mà chuyển hóa đó rõ ràng tốt xấu trong xã hội là có rồi. Ông doanh số cao, ông doanh số thấp, ông thế nào, ông kia là biết rồi. Vậy làm thế nào để chuyển hóa theo ý của mình? Thì chúng ta phải sử dụng các động lực vận hành, của âm dương. Trước hết, âm dương có đặc điểm rất quan trọng, đó là tính đối lập. Anh chị nhìn, đây là ba quẻ âm, trên này là ba quẻ dương. Đây là quẻ dương âm, thì đây là dương, và đây là âm, thì đây là dương, đây là dương, thì đây là âm. Anh chị nhìn đúng không ạ?
nó đối xứng với nhau, anh chị, nó đối xứng từng hào từ, tức là mỗi một cái này gọi là một cái hào từ, mỗi một cái vạch này gọi là một cái hào từ, thì từng cái hào từ, từng vị trí nó cũng đối xứng với nhau, chứ không phải nó đối xứng với nhau đây cho nên rộng giữa đúng không, đây đặt giữa, hình thái quẻ khác rộng nó đối xứng với nhau, hào từ đối xứng với nhau, cho nên là âm dương sử dụng tính đối lập, cho nên là người ta sử dụng cái hình thức biểu dương, biểu dương và biểu dương và trừng phạt, đó là hai cái khái niệm tôi gọi là khen và thưởng đấy, khen thưởng và kỷ luật, đó là những hình thức đặc biệt quan trọng trong cái mô hình để chúng ta chuyển đổi cái trạng thái tâm lý và trạng thái cuộc sống quản lý. Anh chị, khi một công ty mà có doanh số thấp hỏi là giám đốc có thưởng không, thưởng nhân viên không, thưởng bình thường đúng không ạ, khi mà công ty đang lãi suất quá cao và luôn luôn đạt chỉ tiêu có phạt nhân viên không, càng phải phạt đúng không ạ. Như vậy là chúng ta phải luôn luôn phân biệt ra hai cái trạng thái tốt xấu để mà qua cái việc mà sử dụng biểu dương người tốt, biểu dương công việc tốt để kích thích công việc xấu phát triển, à công việc xấu nó kém xuống đúng không ạ. Cái âm dương trạng thái chúng ta đang nó bằng cái nắm tay, bây giờ chúng ta muốn rằng cái đồ hình chúng ta nó bằng quả bóng, chúng ta muốn cái đồ hình chúng ta bằng một cái chậu, mình muốn bằng một cái bể, thì chúng ta muốn nở cái size đấy ra thì kể cái âm dương cũng phải nở, có chăng là phần dương mạnh hơn hay phần âm mạnh hơn mà thôi, cái phần tốt nhiều hơn hay phần xấu nhiều hơn mà thôi. Cho nên thành ra là quy định trong cái quy tắc bất đối xứng đúng không ạ, quy tắc bất đối xứng là quy tắc 80-20, chúng ta gọi là quy tắc đối xứng sử dụng con số 80-20 là con số trung bình, có thể là 40-60, có thể là 90-10 đúng không ạ, có thể là 85-75, nhưng gọi chung là quy tắc 80-20. Thì bản thân quy tắc 80-20 thì chúng ta nói rằng là 80% số người sẽ tạo ra 80% số kết quả lao động của doanh nghiệp đúng không ạ. Nhưng mà nếu rằng không có 80% số con người kia, 20% thì cái chỗ này là chết chắc, nó sẽ tụt theo tỷ lệ như vậy luôn. Cho nên trong khen thưởng cũng vậy, cố gắng đạt 20% thưởng, 20% phạt để chúng ta tạo ra cái sự khích lệ cho cái âm dương thay đổi và phát triển và tìm ra được cái người mới, tìm ra được nhân tố mới. Chứ nếu như mà tháng này phòng chúng ta tất cả đều đạt chỉ tiêu, đáng ra chúng ta mục tiêu của ngành bất động sản của anh chị tháng này là 500 tỷ, bây giờ chúng ta bán được 800 tỷ rồi, cả phòng thừa không, nên ngoài bị phạt tháng sau tụt. Mức phạt bình thường, thưởng bình thường, không sao cả đúng không ạ. Chúng ta sẽ có quy tắc hỗ căn, âm dương hỗ trợ nhau phát triển, âm dương thì tương hỗ, âm dương thì hỗ trợ nhau phát triển, hỗ trợ nhau phát triển. Hỗ căn tức là chúng ta hỗ trợ trạng thái phát triển của âm dương. Bởi vậy cái việc mà nêu gương biểu dương cái vị trí làm việc tốt và việc mà chúng ta giảm trừ hay chúng ta khiển trách những cái vị trí làm việc xấu, rồi âm dương chúng ta để, tại sao chúng ta lên trên TV, báo đài, phương tiện truyền thông, chúng ta thấy rằng là người ta hay nói về gương người tốt việc tốt đúng không ạ, hoặc là người ta nói về gương người xấu việc xấu, xấu thì bắt đầu là tay này bị phạt thế nọ, tay này bị thế nọ, tay này bị thế kia, tốt thì người ta được thế nọ, được thế kia, để người ta giáo dục cái môi trường và giáo dục qua cái việc đó để người ta kích thích. Và cái tiêu chí rất quan trọng nữa, đó là âm tiêu thì dương trưởng, mà âm trưởng thì dương tiêu. Số người tốt tăng lên thì số người xấu giảm đi, số người xấu tăng lên thì số người tốt giảm đi, vì tổng thể hài hòa nó chỉ có một cái giới hạn nhất định trong một cái tỷ lệ. Giống khi trường hợp, và cái trạng thái tiếp theo đó là trạng thái chuyển hóa. Ở trong một cái điều kiện nhất định thì âm chuyển hóa thành dương và dương chuyển hóa thành âm. Tôi ví dụ, chúng ta có một cốc nước đá là 0 độ. Nhiệt độ trung bình môi trường chúng ta đạt khoảng 30 độ và thân nhiệt của chúng ta là 37 độ, đúng không ạ? Nếu anh chị bắt đầu, anh chị cho tay vào cốc nước đá thì nó là nước lạnh, anh chị gọi đây là âm. Anh chị bắt đầu dùng lửa, anh chị bắt đầu đốt lên, bởi nhiệt độ cốc nước đá nó tăng dần, khi nào nó chạm cái nước 37 độ, anh chị chạm vào tay vào đó, anh chị không có cảm giác về nhiệt độ nữa. Đúng không ạ? Khi mà chúng ta mà nó vượt lên trên 37 độ, bắt đầu nóng dần rồi trạng thái chuyển thành nóng. Con người cũng như vậy, qua rèn luyện, qua học tập, qua nghiên cứu, chúng ta sẽ thay đổi cái tính cách, tính chất, thay đổi con người.
ngày hôm nay tôi gặp anh như thế này không có nghĩa rằng ngày mai tôi gặp anh lại vẫn như thế. Không nghĩa rằng tôi được phép đem những cái quá khứ, đem những cái đã trải qua để tôi áp đặt lên con người anh. Ở trong môi trường của khác, các bạn không phải là ngôi sao, nhưng ở môi trường này các bạn là ngôi sao. Ở trong môi trường này các bạn chưa chắc là ngôi sao, nhưng các bạn sang môi trường khác, các bạn lại có thể là ngôi sao. Các bạn hiểu không ạ? Chúng ta để chuyển hóa âm dương, chúng ta có thể thay đổi môi trường. Để chuyển hóa âm dương, chúng ta có thể cải tạo từ cái bản thân chúng ta, tự vận động bản thân chúng ta. Cho nên đến một cái điều kiện nhất định thì âm dương sẽ chuyển hóa. Đúng không ạ? Cứ đến 12 giờ, cứ đến 12 giờ trưa là bắt đầu dương chuyển thành âm. Cứ đến 1 giờ đêm thì âm chuyển thành dương. Cho nên âm dương đó là những cái thạng, đây là những cái tiên đề, và nó sẽ là những cái, nó là những cái cố định trong bộ môn văn hóa phương Đông. Để mà từ cái khái niệm này, anh chị để theo dõi tiếp tục những cái phần mô tả về cái khái niệm này, thì anh chị sẽ theo dõi tiếp các cái hướng dẫn trên hệ thống mạng. Anh chị cứ vào kênh Thầy Phương Thủy Tám Nguyên, chúng ta sẽ được mô tả kỹ lưỡng hơn về những cái khái niệm này. Thì tôi phải, vì hôm nay nói nhiều lắm nên phải lược qua nhanh. Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn.